Xin chào Đam Mê Lâu Hưng ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay các bạn này mình làm rất là nhiều phở cuốn, các bạn nhìn chưa? Hôm nay nữa các bạn này, hôm nay chúng này phải 200 cái phở cuốn các bạn ạ. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn phở cuốn các bạn nha. Ê, chúng chơi nhau nhở? Đấy, hình thức chơi ngày hôm nay các bạn nha. Mỗi đĩa mình sẽ cho 5 cái phở cuốn các bạn này. Và chúng ta chỉ cần có cái nhiệm vụ đó là bốc thăm nước sốt cay Sam Giang X3, X2, cả nước tương các bạn nha. Cái phần thưởng là như nào anh nhỉ? Đấy, và cả cái lượng mắm này nữa các bạn ạ. Đấy, phần thưởng anh rồi, phần thưởng mình sẽ trao cho người thắng cuộc sẽ là 5 triệu đồng các bạn nha. Hình phạt gì anh nhỉ? Thôi hình phạt các bạn ơi, hôm nay thì nó cũng chiều tối các bạn ạ. Nên là mình mấy cái thằng này nó không biết làng mình nó như thế nào, mình cho chạy vòng quanh làng một vòng các bạn nhá. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy. Cái gì đấy? Bằng bằng. Rồi. Thì ở đây còn ai chưa hiểu luật chơi không? Chưa. Rồi. Thì người chơi ra sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Rồi sẵn sàng chưa? Đấy, mỗi người 5 cái bánh cuốn các bạn nhá. Ừ, ngon đấy. Em xin anh. Có luôn nha. Có anh Hoàng nhá. Ừ, mình nhiều cái to thế nhỉ. Đấy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bóng tăm nó chốt. Sẵn sàng đi. Các bạn ơi. Các bạn ơi, không vào sự tham gia các bạn. Mình phải mé cho ra. Đây mình chọn như các bạn nhá. Các bạn ơi, chết mình rồi các bạn. Sẵn sàng X3 các bạn. Yeah, nước mắm các bạn ơi. X1 các bạn ơi. X1. Các bạn ơi, mình chi thu nha các bạn nha. Ok. Thiện thế. Các bạn ơi, hôm nay luật chơi thay đổi một tí các bạn nha. Có nghĩa là mình sẽ trao 3 nước chấm bằng nào thì chúng ta sẽ phải chấm hết bằng đấy. Lần này mình sẽ không đổ trực tiếp vào nữa. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Khiếp, chấm hết 3 này có muối ruột. Đây ha các bạn nhá, chi thu nước tương là của Nguyên này. Của em là sư dầu anh ạ. Nước tương sư dầu. Hợp đấy. Rồi. Được rồi. Đấy, Sam Giang X3 các bạn nha, của Khánh. Các bạn, mình đen lắm cơ ạ. Vào trận X3 này chết mình rồi các bạn. Rồi, hôm nay Khánh có bộ giáp bảo vệ đầu, nó không sợ cay lên bút láo. Các bạn ơi, Khánh hôm nay có bộ mũ bộ giáp thần kỳ nhá. Đấy, đây là Sam Giang X3 nhá, Khánh sẽ phải chấm hết cái bát này. Ua, chấm hết anh. Đúng rồi. Ua, bát là X1 các bạn nha. Rồi, sẽ phải chấm hết chỗ này. Ui. Hôm nay mình không trực tiếp đổ ở kia nữa các bạn ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Đây, mình ăn nha các bạn nha. Mình mời tất cả các bạn ăn cùng mình nha. Mình cũng mời tất mình cả mời các bạn nha. Các bạn ơi. Các bạn chấm hết là phải chấm hết mình các bạn ạ. Rồi, đây các bạn nhìn này. Trời, nay vì không bằng các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhìn mình chấm này các bạn. Ui, các bạn nhìn ạ, đậm chưa? Đậm. Các bạn nhìn nào. Wow, đại thế nào? Ăn ngon lắm mà. Các bạn đi. Các bạn nhìn. Đâu? Cái gì nào? Còn em nữa cơ. Cà rốt này, với cả rau thơm các thứ. Rau thơm các bạn. Các bạn của mình chấm nước mắm này hợp nhất rồi luôn các bạn. Với nước mắm này, nước mắm để chuyên chấm cái này các bạn nhá. Rồi ăn nó cảm giác nào? Ăn như nào anh? Các bạn ăn nó thơm này, nó đậm, nó mát này, nó có cả giò này, bún này, mấy rau rất nhiều mát rồi. Rồi. Nó có cả giá đỗ nữa bạn nhá. Giá đỗ là rất nhiều. Khỏe à? Sao đây Bách? Cay anh ạ. Cay à? Nó ngon. Các bạn ơi, mình thử hai các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Đấy. Phải chấm hết cái bát được chấm ấy nha. Muốn ăn thế nào thì ăn, phải chấm hết. Đấy các bạn ạ, hôm nay luật chơi thay đổi tí các bạn nhá. Cố lên. Các bạn có của mình ăn ngon hả các bạn? Cái nước chấm này của mình uống là được các bạn. Rồi. Nó không bị mặn nhá bạn nhá. Nước chấm Hồng Nguyên thì sao? Có ăn cũng ngon anh ạ. Rồi. Nước mắm này không bao chấm hợp bằng cái thơm nước này. Thơm, thơm, thơm. Cái nó không cay thôi. Cái nước này và giáp mũ ba các bạn ơi, bảo vệ đây là không sợ hết sát rồi. Đấy các bạn ơi, chấm đậm chưa?
chết não luôn vậy. Còn mũ giáp rồi. Nhờ khánh nhờ. Các bạn ơi, mình cũng không được không ạ? Rồi. May không có bộ giáp bảo vệ không rồi mà úng đầu rồi. Cố lên. Đấy các bạn ơi, anh Hoàng là nước chấm nước mắm nó rất là hợp các bạn nhá. Đây là phở cuốn các bạn, món này đặc sản là Hà Nội các bạn. Này anh quay mình ngoài hết nước mắm trước còn muối nữa. Các bạn, cay lắm các bạn. Mình còn ba cái nữa các bạn ơi. Rồi. Bắt nhau Khánh ăn rất nhanh, còn hai cái. Các bạn ơi, cái này ăn cay thì sẽ ăn nhanh các bạn. Cố lên. Đấy, chấm rất đậm các bạn ạ. Các bạn ơi, cay lắm các bạn. Máy chết bắt nó chấm rồi này các bạn này. Các bạn ơi, nóng quyết các bạn. Rồi. Cố lên. Khánh đã bách vét rồi. Rất là nhiệt tình các bạn ạ. Này Khánh này. Ui, các bạn chưa? Nguyên nước chấm hết chưa? Còn hết rồi ạ. Vừa hết bánh cuốn này phải hết nước chấm các bạn ạ. Mình còn thiếu còn nước chấm, cái nước chấm này ngon không ạ? Rồi. Các bạn nước chấm này nó không mặn các bạn nhá. Mình chấm nhiều. Đấy, Nguyên ăn cảm thấy nào? Thơm thơm ngon. Mình chấm được rồi nhớ rồi anh ngược bạn. Các bạn ơi, cái phở cuốn này nó là đặc sản ở Hà Nội các bạn ạ. Cố lên. Các bạn mình cay lắm các bạn. Ui, chảy nước mắt các bạn nhìn này. Wow. Sắp ra X3 nó cay hoàn à. Đấy, Nguyên, Khánh đừng rụi nước mắt. Trời ơi, chống lại rồi. Khánh cố lên. Khánh chịu thua chưa? Rồi, bác chịu thua chưa? Em chưa đi. Ok. Đấy. Cố lên. Mong cầu mình may mắn. Rồi, bách hết rồi à? Rồi. Bách hết các bạn nha. Cánh sắp hết rồi. Cây ăn nước miếng. Rồi, cố lên. Mình làm nước ớt ạ. Đấy, anh Hoàng với Nguyên còn mỗi người còn một cái bạn nha. Nguyên chưa hết bát nước chấm các bạn ạ. Các bạn cay chảy hết nước mũi các bạn. Chảy cả mắt luôn các bạn. Bánh ăn cảm thấy nào? Cay anh ạ. Nó đứa đây đã nhập miếng các bạn ạ. Rồi. Mình nuốt ứng ức. Mình ghét tinh cái cà rốt ở trong bát nước chấm mình ngon không các bạn. Rồi nhanh lên. Các bạn hết rồi các bạn. Rồi Khánh hết rồi các bạn nha. Khánh hết nước chấm chưa? Hết rồi. Rồi ok được rồi. Nguyên ăn nước chấm ăn ngon. Nguyên hết rồi các bạn. Rồi ok. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng thứ hai các bạn nha. Cầm lấy đi. Các bạn ơi, vòng thứ hai mình đừng có vào nữa các bạn. Vào đi. Vào cái gì đấy? Trăm gian các bạn. Đấy rồi, của anh Hoàng nha. Cho bạn Khánh X1 nha nhé. Bạn Khánh sướng. Mình trao đổi tí nha. Ai bước trước đây? Em bước trước. Rồi cho Khánh bước trước đây. Em bước bước. Ơ. Kìa ra. Rồi em bước. Trăm gian. Bạn Khánh X1. Các bạn ơi, bạn giết mình rồi các bạn. Các bạn ơi, mình là nước mọc nha các bạn nha. Mình sắp ra cái 2 các bạn. Các bạn ơi, mình sắp ra cái 3 các bạn. Lại 3. Chính chú các bạn ơi. Ok. Rồi các bạn ơi, của anh Hoàng là X2 các bạn nha. Đây các bạn nhìn này. Đấy X2 cày lắm các bạn ạ, chai đổ ai này. Yeah. Đặng nhờ. Đấy các bạn nhờ. Yeah. Wow. Đây nha. Các bạn ơi, thằng này chấm thì phê rồi các bạn. Còn mình là nước mắm nhá các bạn nhá. Wow. May các bạn ạ. Ngon thế. Nước mắm ngon. Cánh là Samsung X3 các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Ui, ui. Rồi, bằng này thôi các bạn nhá. Vừa bách là lức tương các bạn này. Còn mình may các bạn ạ. Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu đi. Các bạn ơi, hai vòng mình đen lắm các bạn. Rồi. Mình phải cho một ít vào mồm lại các bạn nhá. Các bạn ơi, còn mình đấm các bạn. Còn mình nước mắm mình không lo nha các bạn. Các bạn ơi. Wow. Cảm giác thế nào anh? Wow. Cay quá. Cay thế à? Các bạn ơi. Cay lắm các bạn ơi. Còn mình thơm lắm các bạn. Đấy, phở cuốn này ăn nó vào các bạn ạ. Cố lên. Các bạn ơi, dòng này hai vài xương gà các bạn.
bọn hơi đấy. Nấu đấy, đỏ chét các bạn nhìn chưa. Bác ăn cho chi su nào, có ngon san rang không? Ngon ạ. Nếu mà tao gút con ạ, còn hết anh ạ. Bác ăn cho chi su nào. Bạn á, ướt các bạn rất nhiệt. Cay không anh à? Cay bạn. Các bạn ơi, đương nhiên là cay rồi, phở cuốn nó chấm với lại sam rang thì nó cay rồi, nó mất đi cái độ ngon của phở cuốn các bạn ạ. Không có vị gì phở cuốn các bạn. Đấy. Cay không cần, cay lắm bạn ạ. Các bạn chấm này mà. Ngon đấy nhỉ. Mình muốn là chấm này cũng gần hết các bạn nhé. Đấy. Come on, nhìn bên trong là có giò, thầy là come on. Bún rồi bún cà rốt cay quá thịt các bạn nhá. Bách cái Khánh cái sang cái thứ tư các bạn nhá. Khánh làm sao đấy? Khánh chảy mồ hôi mồm các bạn ạ. Wow, bây giờ mình không cảm giác cay các bạn với phần đầu của mình cay các bạn. Mình hít rồi các bạn ấy không rồi. Rồi. Rồi mình cảm giác cay các bạn. Đấy, húp chi su luôn các bạn ạ. Các bạn mình ăn thịt to nhá các bạn nhá. Rồi. Các bạn mình cay quá các bạn. Các bạn mình cũng gần hết nước chấm luôn ạ. Vì mình mỗi lần mình chấm nhiều này các bạn. Đấy. Ăn thế đang xong nào. Để cái cuối là mình sẽ không nói hết cái này là mình đỡ phải chấm. Mình ăn để chống cay luôn các bạn. Đây là rất thông minh các bạn. Đây là chiến thuật các bạn nhá. Các bạn. Các bạn, mình cũng thế các bạn, mình sống nhiều không bằng thiếu, mình có thể sống nhiều bạn. Rồi, chảy máu mắt, tấm đi thôi. Rồi, cố lên. Đâu, đây các bạn, wow. Các bạn sao, thế sao thế, nhớ xung quanh các bạn. Cố lên. Các bạn ơi, còn mình chấm nước mắm là ngon nhất các bạn. Rồi. Chính thú rồi, cũng ngon. Các bạn ơi. Mỗi lần mình chấm này nó sẽ nhanh hết các bạn nhé. Rồi anh Hoàng đã vét rồi các bạn ạ. Nói chung là chấm đậm đi, đằng nào cũng chấm các bạn nhé. Đằng nào mình vẫn phải ăn các bạn. Xong cái cuối là mình sẽ không phải chấm nữa, ăn nó đỡ cay mà. Rồi. Đấy. Mình ăn cái tiếp theo các bạn nhé. Khánh chịu thua chưa? Ừ. Đấy chưa các bạn nhé. Hôm nay Khánh có mũ ba lên là rất khỏe các bạn ạ. Các bạn. Mình chấm này. Đấy. Rồi. Rồi hết vừa các bạn. Quê các bạn nhìn chưa? Bỏ chết các bạn nhờ. Các bạn mình cơ cần nữa nha. Rồi nguyên sang cái thứ tư các bạn nhá. Nó cay các bạn. Đấy, bách cho hết nước chấm rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, ngon quá hết luôn các bạn. Khánh nhắm mắt nhắm mũi các bạn ạ. Khánh ăn cảm giác thế nào? Cay lắm này ạ. Cay không? Cay lắm bạn ạ. Bạn thấy này, bạn thấy bạn hơi còn nhau bạn thấy nào. Rồi. Rồi. Mình vét cái lưỡi là hết nha bạn nhá. Rồi. Anh Hoàng vét hết sạch rồi các bạn nhá. Đấy, sạch như này được gọi là hết chưa? Ok. Rất sạch các bạn ạ. Nguyên ở đây là ngon nhất các bạn nhá. Đã, mình cũng hết rồi các bạn. Rồi, ok, Khánh hết rồi. Đấy, bách còn cái cuối cùng các bạn nhá. Đấy, Khánh chảy mồ hôi à các bạn chưa? Cay quá các bạn nhá. Cái Khánh phát các bạn. Cố lên. Mình còn cái cuối bạn. Cái này mình không phải chấm lại nhá. Cái này mình ăn để giảm cay đúng không? Rồi. Các bạn thấy mình thông minh không? Quá thông minh. Quá thông minh. Các bạn ơi, các bạn thấy mình thông minh không các bạn? Rồi. Các bạn ơi, cùng mình sống hết rồi nha các bạn nhá. Khánh này có bộ giáp bảo vệ đầu các bạn, nó sẽ cay nó không bút lão các bạn nhá. Cố lên. Đấy cái phở cuốn này là mỗi người 10 cái rồi các bạn ạ. Phở cuốn này cũng nhiều phết các bạn nhá. Bình thường đi ăn chúng ta chỉ ăn lấy 3 cái là căng. Đấy. Mình tốt nhá. Rồi. Còn anh Hoàng nữa, nước chấm đâu hết rồi, giờ hết đĩa bát đĩa đấy xa. Rồi hết rồi các bạn nhá. Ok. Mình cơm nha bạn nhá. Rồi. Quá chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Rồi các bạn ơi, mình phát cho mỗi người một đĩa rồi các bạn nha. Đấy bây giờ bốc thăm nước sốt cho mình nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kéo chưa? Bốc nữa đâu. Kéo muốn chơi cho.
À, Nguyên với anh Hoàng là xong răng rồi. Nguyên may về các bạn ạ. Bọn Nguyên vào. Các bạn ơi, mình lên chip su này các bạn ạ. Bao à, đẹp quá. Nước mắm, nước mắm các bạn ơi. Xám đang tích 1 các bạn ạ. Xám đang tích 1. Anh. Ok. Rồi các bạn ơi, anh Hoàng đợt này tăng lên x3 các bạn nhá. Đèn quang không ạ? Đấy, chai đây các bạn này. Wow, x3 nó đặc các bạn. Đặc thơ. Rồi. Đấy các bạn nhìn chưa? Nhìn nó đã cay rồi bạn. Các bạn ơi, của anh Hoàng còn nhất các bạn. Còn mình là chín xu. Nước tương các bạn nhá. Ai nước này Nguyên uống được các bạn. Nước Nguyên ăn mặn lắm, đánh giấm thối. Rồi. Nước này hơi bị mặn các bạn, ngon như. Còn cánh mà. Là nước mắm các bạn nhá. Đấy chuẩn nước mắm chấm ngay là chuẩn anh. Rồi. Có bách là San Giang wow. X1. Điện nhé. Đấy. Đấy. Dậy chấm X1 cay. Rồi bách cầm ấy đi. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Các bạn ơi. Mời các bạn nhá. Giờ mình thử mình. Bây giờ mình phải cho một miếng vào mồm để lót mồm đã các bạn. Mình ăn gần nhiều rau này nhá các bạn nhá. Ừ. Các bạn. Các bạn ăn không nó nhạt nhạt nó không ngọt lắm các bạn nhá. Các bạn. Ừ. Cái móng của mình nó giòn giòn các bạn nhá. Các bạn chấm nó phải thế này mới gọi là chấm các bạn nhỉ. Ừ. Wow. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Ăn thế mới đã quá. Chấm thế nữa các bạn ạ. Phải quá. Chấm phải ngay mới là chấm các anh nhỉ. Trời ơi. Trời ơi. Các bạn. Các bạn, của mình nó có có nước mắm đâu. Hơi giống đà bà nhá. Rồi ngọt ngọt đúng không? Các bạn ơi, giờ mình ăn hết cả thứ nhất rồi nha. Nó cũng có cả giò các bạn, giò mới cả các bạn mới ăn các bạn nhá. Các bạn à, các bạn nhìn nhỉ. Riêng hoa vành chấm thì nhìn nó đã hai cái em các bạn nhỉ. Ui, đậm thế này cơ. Thế này. Đấy ăn mới đã các bạn nhỉ. Các bạn mình ăn cả giò. Trong giò. Wow, các bạn nhá. Nó không ạ. Cay. Chấm đậm với cay các bạn ạ. Đây các bạn. Nhìn không? Chấm phải thế này. Ui, bách kỳ rồi đi. Các bạn, các bạn, bác chỉ không có chơi với anh bác được các bạn, phải không các bạn? Mà Khánh nói linh tinh mình chả hiểu cái gì các bạn ạ. Có em mới ăn cả nhà các bạn nhá. Bác hết chưa? À vẫn còn các bạn ạ. Cố lên. Các bạn mình chấm đồng đà các bạn nhá. Rồi. Và x3 các bạn cãi các bạn, có mình có quả sơm sơm các bạn. Các bạn nhìn mình chấm này nó quẹ này. Đấy, cố lên. Nó tuyệt vời với cái độ cay. Nguyên ăn thế nào? Sơm ngon, ăn mát. Mình rồi hết mùa các bạn. Đấy, vì anh Hoàng sắp hết các bạn nước chấm nó sắp san ràng các bạn ạ. Chấm đậm chi. Cố lên. Bác chưa hết các bạn ạ. Đấy. Cố lên. Các bạn em đừng lắm các bạn. Vác cả cái dây các bạn. Đấy. Bác cho các bạn. Những dây này các bạn nhé. Các bạn. Ủa mình ăn nó mát, nó thơm, nó ngon, nó giòn các bạn. Nó có nhiều rau sống, nó mát. Đấy, mình chỉ còn một ít nước chấm này thôi nha các bạn nhé. Rồi. Quẹt này gần hết luôn các bạn. Các bạn còn mình có rau sống nó mát các bạn. Cố lên. Mình có cả giò đó các bạn nhé. Có ai mình tổng kết con nước chấm của mình nhá bạn nhá. Rồi. Có quả nữa sạch. Sạch luôn các bạn. Ok. Đã hết nước chấm các bạn nhá. Tí nữa ăn hai kia nó nhạt tuẹt các bạn ạ. Nước cay quá. Các bạn. Chấm này chính lắm mình phải chấm nhiều ạ. Rồi bác hết được chấm chưa? Hết chưa. Hết rồi anh ạ. Đấy. Trận chiến ngày hôm nay các bạn ạ. Vừa ăn hết phở cuốn lại vừa phải ăn hết nước chấm các bạn nhá. Cho nên người chơi chúng ta sẽ phải tự cân đo cực đong đếm bạn ạ. Ăn mặn rồi ăn nhạt đấy các kiểu. Hai ăn nhạt còn ăn cay không ạ? Các bạn ơi, giòn giòn ăn cho ngọt ngọt nữa các bạn không? Các bạn ơi, cảm thấy thế nào các bạn? Ăn đến giờ này cảm thấy nào rồi? Các bạn mình bây giờ vừa cay và hơi no các bạn nhé. Nghe cay là tự luôn. Rồi, cố lên. Các bạn nhìn mình chống các bạn nhá. Đấy, Khánh là may các bạn ơi, chấm nước mắm thì nó dễ ăn nhất các bạn nhá. Khánh ăn cả thế nào? Ừ, bà có phải uống hết bao mắm không ạ? Nước mắm của mình giống già các bạn. Rồi. Khánh này có thân bồng bảo vệ rồi các bạn.
Đấy. Các bạn ăn. Rồi mỗi người có một. Còn mỗi một cái thôi nha các bạn nha. Vui thế ạ. Mỗi người có một cái các bạn ạ. Cố lên. Có một cái cuối cùng anh nhá. Rồi Khánh còn một cái cuối cùng. Đấy. Trận chiến ăn phở cuốn ngày hôm nay các bạn ạ. Mỗi người ăn được 15 cái rồi. Ghê chưa? Không có ăn mỗi người ăn cay rồi không có ăn. Các bạn hết nước chấm rồi. Rồi mới hết nước chấm rồi các bạn. Các bạn ơi, mình hút nước chấm các bạn nhá. Ui. Mình cảm giác nó có mặn mặn các bạn ạ. Đấy, người chơi chúng ta ăn khỏe thật các bạn nhá. Các mình ăn một miếng nữa là hết rồi các bạn. Các bạn ăn không hề cảm giác nó nhạt các bạn nhá. Các bạn mình chấm cái hết rồi nhá. Nó nhạt nhưng mà hơn cay các bạn ạ. Đúng rồi. Rồi, Khánh hết rồi. Bách hết. Nguyên hết. Đúng rồi. Còn mỗi anh Hoàng. Có hết đây. Mình cơm các bạn nhá. Rồi, có ai chịu thua chưa? Rồi các bạn ơi, mình đã trao cho mỗi người một miếng bánh cuốn rồi bạn nhá. Bây giờ sẽ là bốc thăm các bạn ạ. Đấy, nào, ai bốc trước? Em không bốc nữa, yên lắm. Cái này. Em bốc trước. Đến nhận em. Là đây, yếu hôn này. Bốc trước bạn sang Giang nhỉ? Đấy, anh Hoàng là lại lại sang Giang này chắc rồi. Các bạn, mình lại chi su nhá. Quê, chi su. Mình sang Giang cũng một các bạn. Các ba chết mình rồi, lại sang Giang ba các bạn. Rồi sang Giang yeah. Nước mắm các bạn ơi yeah. Nguyên rất là đỏ các bạn nha. Mắm các bạn. Rồi các bạn ơi, anh Hoàng này là sang Giang X1 các bạn nha. Đấy anh Hoàng rất đen các bạn ạ. Anh Hoàng sang Giang rồi. Và vòng sau khả năng mình phải xin bốc trước các bạn. Đấy anh Hoàng cầm lấy. Mình toàn bốc cuối. Mình đang chia xô nha các bạn nha. Nguyên rất đỏ. Rồi vòng sau khác được sang Giang. Rồi Nguyên cầm lấy. Đây. Ba người xin nhưng mà vào sang Giang chắc chạy bằng xếp. Đấy. Không bao giờ chạy. Các bạn ơi, mình biết đó các bạn. Thôi lần này sau mình cũng bốc chơi các bạn. Rồi sang Giang X3. Ai bảo bài phía ba bốc chuyện. Đây cái gì thân vỏ bông. Rồi Khánh cầm lấy. Có bách là nước mắm. Yeah. May các bạn. Rồi. Hôm nay không lâu à, Khánh đã có thần bòng hộ vệ rồi. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Bòng. Các bạn thấy mình chống nhiều chưa các bạn? Đấy, ăn uống cái giờ này thế nào rồi? Nó ngán rồi anh ạ. Lo lo à các bạn? Lo lắm. Đấy, lo là vừa cay. Mình thì vẫn đủ can đảm để chấm kiểu như này luôn các bạn. Ui. Các bạn gì này? Người nhá kìa. Yeah. Các bạn mình chấm ngập luôn nha các bạn nhá. Đấy, mặn lắm đây các bạn ạ. Các bạn ơi, mình cũng chơi kiểu anh Hoàng các bạn. Đây các bạn thấy mình chấm nhiều không ạ? Quá nhiều. Đấy Bách cứ rời vãi nha. Cố lên. Đấy, Khánh ăn cảm thế nào? Cay lắm anh ạ. Cay thế à? Cay bỏ mẹ luôn không? Không, em số lấy đường trường dính cảm đi chơi các bạn. Rồi ok. Khánh có nhớ mẹ không? Không các bạn. Rồi. Các bạn ơi, con trai không bao giờ nhớ các bạn. Đấy, bách hút nước mắm luôn các bạn ạ. Sắp hết bát nước mắm luôn rồi. Nó nhạt quá à. Nhớ lại ạ. Rồi. Ôi ôi, cay lắm các bạn. Cố lên. Còn mình từ đó đến giờ mình vẫn còn nhiều lắm các bạn. Chấm 3 cái kim su này. Ít một này nó loãng, chấm 2 bị rớt ra ngoài các bạn. Đấy, chấm các bạn chưa? Như tương ớt luôn. Ăn rất nhanh các bạn ạ. Wow. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi các bạn ạ. Cố lên. Đấy. Ngon đấy. Các bạn, đây là chấm nước mắm ăn nó mát các bạn nhá. Đấy, phở cuốn các bạn ạ. Chấm Sam Giang thì tuyệt vời. Đấy, mình nói thế thôi chứ chấm nước mắm là ngon nhất các bạn nhá. Thì ai chịu thua chưa? Chưa. Đấy, người chơi ta ăn khỏe phết, mỗi người vào ngày là 20 cái bánh cuốn rồi đấy. Các bạn thấy tem của mình ăn khỏe không? Các bạn nhớ chia sẻ video này ủng hộ cho lại tem của mình nhá. Mình làm khỏe nữa các bạn. Đó, cái này của mình là hết chấm luôn các bạn nhá. Rồi. Mình phải phòng 2 cái rồi đấy. Nguyên cái thứ 3 các bạn ạ. Đấy, mắt lờ đờ các bạn ạ.
Anh Hoàng hết bát rồi này. Hết nhau rồi nhá. Rồi. Anh Hoàng rất khỏe các bạn nha. Cố lên. Các bạn mình cay lắm các bạn. Chú thua cho phải. Chú. Rồi, mắt chảy nước mắt này các bạn ạ. Đấy, bách này hết 30 chấm rồi. Cố lên. Hả? Bao cái mình ăn không rồi, cái tay quá. Rồi. Đấy các bạn nha. Rồi đó. Chết các bạn ạ. Mình ngon. Các bạn thấy mắt mình đỏ không? Có đỏ không? Không đỏ bằng đỏ. Khánh nữa. Mình chịu chịu được cay tốt quá nhá. Nhưng mà Khánh cũng đen nữa các bạn ạ. Bỏ ngon quá, ra đi. Nhớ bạn bác ạ. Các bạn. Các bạn, tao hôm qua mình vượt cái mũi là mình cay lắm các bạn. Ê Thảo ơi. Thân bằng không ủng hộ rồi. Thân hào mũ á. Cay thế à? Đấy, Khánh rên các bạn ạ. Anh Hoàng ăn nhanh hết cái bát nước chấm kia. Bây giờ vòng này là không phải ăn. Đến cái đoạn cuối là không phải ăn cay nữa các bạn. Đấy, nó cay các bạn nhá. Rồi. Đấy, rụi mắt rồi, Khánh rụi mắt rồi. Nó tăng ra vào mắt. Khóc rồi, Khánh khóc rồi các bạn. Không cường. Các bạn hết xong ra rồi nhá. Rồi, hết rồi. Khánh hết chưa? Bách hết chưa? Ừ, bắn rồi ạ. Rồi. Mùi cay lắm rồi các bạn. Nguyên này vẫn còn nước chấm các bạn nhá. Còn bát mồ hôi các bạn. Mình nhìn các bạn. Nhìn cánh đội mũ ấy vào đã nóng rồi, ăn xong rang vào càng nóng ạ. Rồi có ai chưa thua chưa? Yeah. Anh ơi vòng tiếp theo nha, Bách cầm cái đĩa đi. Đấy bánh cuốn mỗi người 5 cái mà mỗi người lại ta khỏe phết các bạn. Anh nhìn 5 cái rồi các bạn. Rồi. Thật các bạn tầm này mình cay lắm rồi các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình có bông chương các bạn, bông chương đẹp lắm các bạn. Cho mình bông chương đi. Người này vào Sam Giang rồi các bạn. Chắc chắn là vào Sam Giang rồi. Mình lấy vào Jisoo nha các bạn. Yeah. Nước mắm các bạn. Nguyên Jisoo. Sam Giang X1. Các bạn ơi. Chết mình rồi các bạn. Sam Giang X3. Ok. Các bạn ơi, anh Hoàng là nước mắm các bạn nhá. Yeah. May mắn rồi các bạn. Yeah. Anh lại Jisoo nha các bạn nhá. Nguyên số này ăn mặn nào các bạn ạ. Sam Jisoo. Số này mình ăn mặn. Và suy huyết thận các bạn. Rồi, Nguyên cầm đi. Đây. Ui, thật bằng hôm nay ăn sẵn sàng. Các bạn ơi, 4 vòng đều sẽ ra in 3 các bạn. Thật bằng à. Đẹp lắm các bạn. Các cụ không đội các bạn rồi. Đấy. Thật bằng không phù hợp, không linh nghiệm rồi. Các cụ không đội. Đặt xe. Đấy. Wow. Yeah. Thật bằng cầm lấy đi các bạn ơi. Các bạn ơi. Mình cũng nhắm đó là thần bóng khóc rồi các bạn. Đấy còn đây là Khánh Bách thần X1 các bạn ạ. Các bạn ơi, hồi như 3 vòng mình kêu vào X1 các bạn ạ. Lên lên, máy bay, máy bay. Chú ý, chú, cả mình. Rồi, mình mời các bạn nhá. Các bạn, bây giờ mình ngán ngán rồi mà. Rồi, đấy các bạn ơi. Mình ngán đi ra đi. Chỗ mình. Chỗ mình là máy bay đi mình qua mình, kiểu như chiến tranh ấy. Tớ mới thua mà. Mình chỗ mình gần như máy kép rồi. Rồi. Ôi giời ơi. Bọn mình kép ấy. Đấy, máy bay này chuẩn bị đón là hôm nay nhà vô địch chúng ta lấy kép. Nhưng mà không biết ai là nhà vô địch đây. Rồi, thân bằng hôm nay có vô địch được không? Không các bạn. Mình nghĩ là anh Hoàng chiến thắng các bạn nhá. Rồi, cố lên. Bạn nghĩ anh Hoàng lên kép. Các bạn ơi, vừa hết cánh hết nhá. Rồi. Ăn cả mấy nào. Ngon hả? Ngon. Ngoáng hả môi. Các bạn mình chấm mặn cơ ạ. Đây, cái này nó có mặn đâu, nó chỉ cay thôi. Đấy, Bách ăn thế nào. Ui, Sam Giang X1 nó không cay mấy nên ăn rất đậm đà các bạn. Rồi, nữa. Mình có thịt các bạn nhá. Rồi. Có thịt món rau các bạn. Đấy. Các bạn, cái này của mình nó vỡ rồi các bạn. Rồi vỡ có phải ăn các bạn ạ. Các bạn đến tầm này ăn không còn cảm nhận khẩu vị nữa các bạn. Nó ngán ngả mồi. Lo nữa các bạn. Rồi. Các bạn cũng như thế bạn nhá. Mình ngán ngả các bạn. Cay nữa đúng không? Đây. May vào ngày mình bốc vào nước mắm các bạn. Bốc vào sang giang, chắc quảng luôn các bạn. Tê hết răng rồi. Đấy, nguyên may mắn nhất các bạn nhá.
các bạn ơi, nguyên tổ hợp mọi nguyên đỏ từ đầu đến đi đâu các bạn. Đỏ nhưng mà no các bạn. No thì ra đi còn nhìn nữa. Cố lên các bạn, bạn gái là đỏ. Các bạn bốn vòng, bốn vòng ba sang sang các bạn nhá. Ở bốn các bạn. Đấy. Rồi chơi người ta ăn rất khỏe các bạn nhá. Mỗi người vòng này là 25 cái bánh cuốn rồi các bạn ạ. Đấy, Bách, Bách cũng sắp hết cái nước chấm rồi các bạn chưa? Đấy. Mình giờ nước chấm ngon nên mình cứ cái nào cũng chấm đều, không cần phải chấm sang sang các bạn. Rồi. Cố lên. Đây hai người Samsung X1 với X3 các bạn nhá. Đấy, Khánh. Đúng rồi, Samsung X1 ra trước các bạn. Rồi hai bạn đi ra đi cho đỡ chật đất. Bạn ạ. Còn nhớ mọi người ạ. Đóng đi ra cho chật chỗ. Rồi. Ừ, đúng rồi. Rồi, Bách hết được chấm rồi các bạn nhá. Ui. Bách quá ghê gớm. Quá ghê gớm các bạn ạ. Con bố son các bạn nhé. Đấy. Ừ. Mới hết cái thứ 3 các bạn nhé. Rồi mỗi người hết 3 cái rồi. Rất giỏi các bạn nhé. Cánh chào đây thần bồng. Bồng ta rơi mũ bồng à. Các bạn ngã cho mình ấy các bạn. Chịu thua chưa? Rơi tỉnh não các bạn. À vẫn ăn các bạn, thần bóng vẫn vẫn ăn được nữa các bạn nha. Thần bóng ơi, chuẩn bị ra đi rồi các bạn. Một người ra đi vội vã. Một người ra đi vội vã. Cái gì ấy? Lâu ra đây. Thần bóng gặp chị Huệ rồi. Ừ. Qua ạ. Mình chí luôn nào ạ. Anh nhớ. Các bạn ơi, anh ơi em chịu thua anh ạ. Chịu thua hả? Các bạn ơi, cái này nó nặng cay lắm các bạn, cay tận não các bạn nhá. Thôi anh ơi em chịu thua anh ạ. Rồi chịu thua gì? Tháo mũ à chịu. Ok, thân bằng đi phơi cái vỏ bằng đi rồi gội đầu cho thơm. Thân bằng ra các bạn nhá. Thân bằng cười gì tiếng thế nào? Bao ai thân bằng? Rồi. Bao bằng không? Bách vào đây. Chúc làm bằng ngày mới vui vẻ nhá. Bye bye. Các bạn ơi anh Hoàng còn một cái, anh Nguyên còn cái rưỡi các bạn nhá. Cố lên. Một cái rưỡi các bạn. Bạn Nguyên à? Ừ. Đấy, Bách vào đi. Ui, bác ăn như cỏ khổng lồ. Lắc 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 lắc. Để cho thức ăn nó vào, nó trôi vào. Quá chịu thua chưa? Sẵn sàng chưa? Còn ba người bạn nha, bốc thăm đi. Nhớ bốc trước đi. Đấy, em môi trường. Chăm chăm, chăm chăm, chăm chăm. Tầm bóc đi. Ôi, cùng mình lên nước mắm nhé các bạn. Ơi, người đỏ đi. Mình sang ra kinh một các bạn. Sang ra kinh một. Ôi, ôi. Tình cũng mình nhìn thấy cái ích rồi. Ê, X2 các bạn ạ. X2, Nguyên rất là đỏ các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, Bách là X2 các bạn nha. X2 là chai đỏ các bạn nha. Nó gầy xá lưỡi luôn. Rồi, Bách cầm đi. Bách và anh có ra không? Nguyên nước mắm, Nguyên các bạn đã chưa vào sao ràng nào. Các bạn ơi, mình lần này đổ các bạn. Rồi, anh Hoàng là Samsung X1 nha. Chơi đổ hỏi nhá. Bách sáng các bạn ngồi lại tắm bước trên nào đấy. Tao bước chân trái ra chưa mà. Rồi. Thế anh Hoàng đổ đấy. Anh Hoàng cầm đấy đi. Ui. Tầm này các bạn nhìn sao ràng sợ. Các bạn ơi cay. Tầm này mình chỉ no rồi các bạn ạ. Nhưng mình không sợ cay. Nhìn chấm nhăn chối quỳ. Các bạn ơi. Đây là gì như bó hoa các bạn. Nhớ rồi các bạn. Đẹp thế. Các bạn mình chấm nhé bạn nhé. Đấy. Thơm mấy rồi ăn. Chấm nó phải quẹn như này đúng không? Chấm mọi người. Wow. Đấy. Anh Hoàng ăn rất khỏe. Ăn khỏe các bạn ạ. Chấm rất đậm. Với Bách chấm nhỉ các bạn nhỉ. Yeah. Gì anh Hoàng chấm chưa? Bạn nhỉ. Đỏ chết. Wow. Nguyên ăn thế nào rồi? Ngon lắm ạ. Có cảm thấy ngon không? Không không. Đấy. Bạn ngoài chịu thua đi. Ý, Bạch, Samsung X2 thế nào? Cay không? Từ không bao giờ. Bạch X1 ấy ạ.
Ừ, không bao giờ tới chịu thua nha. Chấm nó phải thế này các bạn nhờ. Ui. Cố lên. Wow. Vừa quá. Đấy, cố lên. Ngươi chịu thua chưa? Chưa. Đấy. Cay quá. Ở đây là Nguyên may mắn nhất các bạn nha. Máy sao đấy? Cay anh ạ. Cố lên. Cay quá. Rồi. Bách vẫn còn hai cái nữa cơ. Nguyên với anh Hoàng hết rồi. Đấy các bạn ạ. Ăn đến giờ này chắc chắn là vừa lo vừa cay rồi các bạn nhé. Nên người chơi chúng ta rất là cố gắng các bạn ạ. Nóng quá mồ hôi rồi ạ. Cay quá. Rồi. Thôi. Cái gì đấy? Em chịu thua rồi ạ. Vừa nó vừa cay. Chịu thua gì? Vâng. Ok, bác chịu thua rồi các bạn ơi. Thế bác ra ngoài đi. Đấy, chỉ còn Nguyên và anh Hoàng thôi các bạn nhá. Vừa hết rồi con ạ. Rồi, vừa 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 cay các bạn. Rồi, có bạn bơm. Có chịu thua chưa? Vâng. Sạc chưa? Vâng. Đấy, ai muốn làm chung đây? Đấy, Nguyên xem có may mắn từ đầu đến cuối các bạn nhá. Mình đem rồi các bạn ơi. Số mình hôm nay đỏ chưa vào không gian lần nào. Mình đèn qua ạ. Sát ra đi một. Wow, Nguyên quá đỏ các bạn nha. Rồi các bạn ơi, vòng này Nguyên rất là đỏ các bạn nhá. Lại đỏ các bạn ạ. Thôi rồi, lại chiến Nguyên xu. May mắn thật đấy. Mình hôm nay may mắn các bạn. Nguyên cầm về đi. Thấy em xin. Anh Hoàng là Sam Giang X1. Cày liên tục. Đèn thế này đèn thật sự được ạ. Rồi anh Hoàng cầm về đi. Đấy các bạn ơi, trận chiến này chỉ còn hai người các bạn nhá. Đấy, nhưng mà anh Hoàng rất là đẳng cấp các bạn ạ. Đèn thật sự luôn các bạn. Toàn Sam Giang các bạn. Thế mình toàn Sam Giang các bạn nhá. Cố lên. Cầm này cay lắm rồi các bạn. Không dám cấm nhiều như đầu rồi các bạn. Rồi. Đấy. Đấy, thế là nho rồi các bạn. Nghe mình nho. Cố lên. Tay đúng không? Cố lên. Đấy. Nguyên ăn khỏe phết các bạn nhỉ. Hết cái thứ tư. Quá đẳng cấp các bạn nhá. Đấy. Anh Hoàng sao đấy? Ngon được tay. Thế hả? Rồi. Nguyên sắp thắng rồi. Thực sự luôn các bạn. Phát mồ hôi các bạn nhìn chưa? À, ta mồ hôi các bạn. Sợ thật luôn. Rồi. Ê, Huy. Rồi, xin thua rồi. Xin thua hả? Ừ. Không ăn nữa các bạn. Nó cay. Rồi. Nó cay vừa lo bạn nhá. Thế anh chịu thua gì? Ừ rồi. Thế kém quá mà này. Các bạn ơi, hôm nay mình thắng rồi các bạn. Đấy, Nguyên phải hết nước chấm và hết cái chỗ đấy các bạn ạ. Thôi, cho mình xin thưa các bạn mình bỏ lại nước chấm. Không được bỏ các bạn ơi. Rồi. Nguyên hôm nay là người chiến thắng rồi. Rồi, hôm nay Nguyên là người chiến thắng.
Các bạn ơi, hôm nay người cuối cùng ngừng ăn phở cuốn đó bạn nhá. Là mình các bạn ơi. Mình là người chiến thắng các bạn ạ. Mày... Các bạn ơi, nguyên đỏ thôi. Các bạn ơi, mình ăn... đen lắm ạ. Các bạn ơi, mình ăn càng ăn bụng người này các bạn này. Rồi. Em xin 5 triệu này sẽ thuộc về Nguyên đó bạn nhá. Còn những người còn lại sẽ phải chạy vùng quanh làng của mình một vòng các bạn nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.